quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thông tin pháp luật thuế do Cục Thuế Tây Ninh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thực hiện. Trong chuyên mục Thông tin pháp luật thuế kỳ này, ông Trần Văn Trung, Phó trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh sẽ thông tin đến quý vị khán giả một số nội dung sau. Nội dung Nghị định số 49 ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209 ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định số 12, Nghị định số 100 và Nghị định số 146. Vâng ạ, à, trước hết thì xin cảm ơn ông Trần Văn Trung, Phó Trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế Cục thuế tỉnh Tây Ninh đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. À. Yeah. Thưa ông Trần Văn Trung, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49 ngày 29 tháng 7 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 209 hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng theo đó quy định đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và quy định hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn chứng từ như thế nào xin ông cho quý khán giả biết rõ thêm về nội dung này ạ nghị định số 49 2022 ngày 29 tháng 7 năm 2022 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 209 2013 ngày 18 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo nghị định 12 2015 À, nghị định 100 2016 và nghị định số 146 2017 cụ thể sửa đổi bổ sung khoảng 3 khoảng 4 điều 4 như sau đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản giá tính thế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ đi giá đất được trừ để tính thế giá trị gia tăng thì trong đây có 6 phần à, thứ nhất là giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng được quy định cụ thể như sau. Thứ nhất, trường hợp nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nếu có. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá trúng đấu giá. Thứ ba là về trường hợp thuê đất để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán. Giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là tiền thuê đất phải nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt bằng và tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nếu có. Tiền bồi thường giải phóng mặt bằng quy định tại điểm A và điểm điểm A.1 và điểm A.3 khoảng này là khoảng số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật về tiền thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất và thuê đất, thuê mặt nước. Thứ bốn là về Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không bao gồm giá trị cơ sở hạ tầng, cơ sở kinh doanh được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng nếu có. Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm À, nhận chuyển nhượng đất thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại cái thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyển nhượng bất động sản của các tổ chức cá nhân đã được xác định giá đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng theo quy định tại điểm A khoảng 3, điều 4 của Nghị định 209-2013 đã được sửa đổi bổ sung tại khoảng 3, điều 3, Nghị định số 12-2015. Ngày 12 tháng 2, năm 2015 thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng, không bao gồm cơ sở hạ tầng. Trường hợp không tách được giá trị cơ sở hạ tầng tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng. Thứ năm là trường hợp cơ sở kinh doanh nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá ghi trong hợp đồng góp vốn. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp hơn giá nhận góp vốn thì chỉ được trừ giá đất theo giá chuyển nhượng. Thứ sáu là trường hợp cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện theo hình thức xây dựng chuyển chuyển giao thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất thì giá đất được tính để tính thuế giá trị gia tăng là giá tại thời điểm ký hợp đồng theo quy định của pháp luật. Nếu thời điểm ký hợp đồng chưa được xác định Giá thì giá đất được trừ là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định để thanh toán công trình B về trường hợp xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê, giá tính thuế giá trị gia tăng là số tiền thu được theo tiến độ thực hiện dự án hoặc là tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng trừ với giá đất được trừ tương ứng với tỷ lệ phần trăm số tiền thu được trên tổng cái giá trị hợp đồng. Thưa ông Trần Văn Trung, theo nghị định số 49 ngày 29 tháng 7 năm 2022 của chính phủ khi quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư như thế nào ạ? Tại khoản 2 điều 10 nghị định số 49 2022 ngày 29 tháng 7 năm 2022 của chính phủ sửa đổi bổ sung như sau cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án à, thứ nhất là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bao gồm cả cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư có dự án đầu tư mới bao gồm cả dự án đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn đầu tư hoặc nhiều hạng mục đầu tư theo quy định của luật đầu tư tại địa bàn cùng tỉnh thành phố gặp khác tỉnh thành phố nơi đóng trụ sở chính trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản này và dự án đầu tư xây dựng nhà để bán, dự án đầu tư không hình thành tài sản cố định, đang trong giai đoạn đầu tư hoặc là dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư có số thế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong giai đoạn đầu tư, lý kế chưa khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng. Trường hợp dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì cơ quan thuế có thể sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để quyết định việc hoàn thuế giá trị gia tăng. B là đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc các trường hợp sau thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư theo quy định tại điểm A khoản này. B1 là dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư. Pháp luật chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo một trong các hình thức như là cái giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc là cái văn bản xác nhận chấp thuận. Hai là dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành chưa phải đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo nội dung trong các hình thức như là cái giấy phép hoặc là giấy chứng nhận hoặc là cái văn bản xác nhận chấp nhận. Ba là cái dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành, không phải có giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo nội dung các hình thức. Giấy phép hoặc là giấy chứng nhận hoặc là cái văn bản xác nhận, chấp nhận. C là cơ sở kinh doanh không được hoàn thế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với một số trường hợp như sau: thứ nhất là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của luật đầu tư. Quy định tại điểm a khoảng 1 điều 13 của luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi bổ sung, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh à, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức như là giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc là văn bản xác nhận chấp thuận hoặc là chưa đáp ứng được cái điều kiện thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư trừ các trường hợp quy định tại điểm B khoảng này hai là dự án đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản được cấp phép từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư trừ dự án là tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí theo quy định điểm A của khoản này. Việc xác định tài nguyên khoáng sản trị giá tài nguyên khoáng sản và thời điểm xác định trị giá tài nguyên khoáng sản và chi phí năng lượng thực hiện theo quy định tại khoản 11 điều 3 nghị định này. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2022. Nghị định số 49 2022 của chính phủ được đăng tải trên các website www.mof .gov.vn, www.gdt, .gov.vn tây ninh.gdt.gov.vn Vâng ạ, à, một lần nữa xin được cảm ơn ông Trần Văn Trung, Phó Trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế cục thuế tỉnh Tây Ninh đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. À. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục thông tin pháp luật thuế kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý khán giả và các bạn trong chương trình lần sau. Thân mến chào tạm biệt.